6. Tôi bảo bố tôi mua lại nhà hàng này, sau này chỉ có người có thân phận mới được vào, biết không? Nếu như sau cùng tôi trở thành cây cao chọc trời, mong người đích thân tưới tắm là em. Nói với sếp của các anh, rượu vang hôm nay có hơi chua. Con người tôi chính là một kẻ ngốc chứ gì. Tôi đang nói chuyện chính với vợ chưa cưới của tôi. Anh cố tình gây sự đúng không? Anh đã đánh rơi ví tiền rồi. Này, thẻ tập gym VIP bạc, thẻ tạo hình VIP kim cương, thẻ bảo dưỡng xe tư nhân VIP Chí Tôn, còn cái này nữa, thẻ thu ngân cửa hàng tiện lợi, nhặt được đồ không trả, có phạm pháp hay không? Ai nói mình không trả? Mình chỉ mượn dùng một lát thôi. Cậu mượn ví tiền của người ta làm gì? Cậu sai rồi. Bây giờ thứ đặt trên chiếc bàn này đã không còn là một cái ví tiền nữa rồi. Nó là phiếu cơm nửa đời sau của mình. Trong ví tiền của anh ấy còn có thẻ ăn cơm VIP nữa này. Ngốc chết đi được. Tục ngữ nói rất đúng, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Người đàn ông ấy rõ ràng thuộc về bối lệ lệ mình. Thì ra cậu nhìn trúng anh ta rồi sao? Thế cậu định làm gì? Đơn giản. Xin chào, tôi là Đại Vĩ. Xin chào, anh Lý. Tôi là người vừa rồi. Không phải tôi nói rồi sao? Chiếc Rolls-Royce đấy sắp xếp có chút vấn đề. Tôi mong đợi động cơ có thể Rolls-Royce. Tôi không có bán xe. Xin lỗi nhé. Xin hỏi cô là... Ở quán cà phê lãng mạn khi nãy, anh có nhìn thấy một cô gái dung mạo xinh đẹp, khí chất bất phàm. Cô là cô gái đến xem mắt đó sao? Đúng vậy. Nhưng đó là bạn tôi. Tôi chỉ đi cùng thôi. Anh ấy nhớ mình. Nhớ mình. Xin hỏi cô có việc gì không? Tôi nhặt được ví tiền của anh. Không sao. Dù sao bên trong cũng không có thứ gì quan trọng. Một đống thẻ mà anh ấy bảo không có gì quan trọng. Không có gì quan trọng. Nhưng dù sao nó cũng là ví tiền mà, đúng không? Tôi thấy vẫn phải tận tay trả lại cho anh. Vậy thì cảm ơn cô nhé. Nhưng bây giờ tôi hơi bận. Không sao. Khi nào anh rảnh? Vậy đi. Cứ tùy cô vậy. Giới thiệu trên Weibo, tôi là lá rụng mùa xuân, là màn đêm của ngày dài. Tai tôi là tùy tùng của Stranvin Kai. Mắt tôi là tín đồ của Star Cup Kai. Lý tưởng của Dostoy Kai, như tia sáng soi rọi vào hiện thực đời tôi. Nhiều Sky quá, ưu tú quá. Cậu hiểu nghĩa mấy câu này sao? Không hiểu. Xem chỗ này, thông tin về anh ấy. Giới tính nam, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1986. Tình trạng hôn nhân độc thân, mình chỉ cần biết anh ấy đang độc thân thôi. Còn chỗ này nữa, mong rằng khi còn sống sẽ tìm thấy một người ưu tú, yêu đời giỏi nghệ thuật, có tiếng nói chung. Không phải đang nói mình hay sao chứ? Đâu, cậu còn chẳng hiểu mấy cái Sky kia. Ai bảo mình không hiểu Sky? Tusky. Giám đốc Hề, cô đang xem cái gì thế? CEO, cậu có thấy công ty mình hôm nay cực kỳ trống trải không? Hình như là vậy. Nghe được cả tiếng giọng này, tại sao vậy? Bởi vì một nửa nhân viên công ty vẫn chưa tới. Một nửa sao? Ti Chai Chaivoskai Chuvoskai Maya Skotsky. Tại sao hai người đi muộn thế? Chúng tôi học thuộc Sky cả đêm. Học thuộc cái đấy làm gì? Bạch Phúc Mai muốn thuộc. Tối nay cậu ấy có hẹn với một người. Mấy đứa con gái các cô trẻ con quá. Mấy câu danh ngôn học sinh trung học cũng thuộc. Nhìn đàn ông không thể nhìn vẻ bề ngoài, phải nhìn thực lực. Thực lực của đàn ông là cái gì?
Ví dụ có một chàng trai như này, anh ấy nhận được bằng thạc sĩ, quản trị kinh doanh của Đại học Harvard, sau đó làm quản lý chuyên nghiệp nhiều năm ở Manhattan, sau khi về nước, làm việc ở văn phòng chính phủ, sau khi từ chức, lại tự mình lập nghiệp, thành lập được một văn phòng riêng. Đó chính là thực lực. Thế sao? Sao tôi lại thấy người này càng ngày càng thụt lùi nhỉ? Thực lực có kiếm ra tiền không? Chỉ có nỗ lực mới kiếm được tiền thôi. Làm việc đi. Thực lực. Người ta có thực lực hơn cậu nhiều. Anh ấy là chủ tịch hãng rượu vang Bordeaux ở Trung Quốc. Cô nói sao? Chỗ này là văn phòng, siêu của chúng ta. Những chỗ này là tập đoàn Bordeaux, hãng rượu vang Bordeaux là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu. Phạm vi marketing của nó ở nước ta, phụ khắp qua Đông qua Nam, Tây Nam Đông Bắc, còn cả Đông Tây Nam Bắc nữa. Cho nên một khi tối nay, chúng ta và đại diện bên kia, David Lê tiếp xúc thành công, vậy có nghĩa là 40% lương tuyên truyền, ngành rượu nho trong nước đã nắm chắc trong tay chúng ta. Đúng không, cô Lý? Không cần khách sáo như thế, sắp tới mọi người đều là đồng nghiệp, gọi tên tôi là được rồi. Có phải hai người đang nghĩ hơi xa không? Đây không phải là nghĩ xa, mà là nghĩ cho tương lai. Đúng không, CEO? Chẳng qua là bán rượu vang thôi mà. Khi tôi còn ở Manhattan, ngừng. Các anh các chị còn có chí tiến thủ hay không? Bối Lệ Lệ, cô cũng muốn bạn thân nhất của mình được hưởng hạnh phúc không? CEO, anh có muốn được lên trang bìa của tạp chí Business Week không? Cô Bạch, cô có muốn cưới anh Lý làm người nhà họ Lý hay không? Tôi muốn. Sao nghe cứ kỳ quặc vậy nhỉ? Vậy nên tối nay có một việc rất quan trọng. Tôi biết rồi. Chiếu lại cuộc vui vẻ và xối xám. Sai. Kế hoạch tác chiến bốc đô. Đây chính là một trận chiến có liên quan đến tiền đồ công ty ta cùng với số phận các chị đang ngồi đây. Trận chiến này phân thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, tối nay chúng ta cần làm gì? Ăn cơm. Ăn. Sau đó David Lê sẽ làm gì? Chẳng qua là bàn rượu vang thôi mà. Uống. Qua 3 tuần rượu, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Nôn, ngủ. Vậy nên, mục tiêu hôm nay rất rõ ràng. Cứ cho là chúng ta không thể thuyết phục được chủ tịch Lý. Lấy cô Bạch đây thì ít nhất cũng phải thuyết phục anh ấy lấy công ty ta. Ý của tôi là hợp tác với công ty ta. Phát triển như vậy thì nhanh quá. Chúng ta chỉ đi trả một cái ví thôi mà. Cơ hội rất dễ dục mất. Nó chỉ dành cho những ai có chuẩn bị. Tiếp theo sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cấp 1. Không mong toàn thắng, chỉ cần đánh thắng. Sao hệ số nói không biết mệt thế nhỉ? Cứ có mối làm ăn là Quế trở nên vô cùng phấn khích. Bạch Phước Mai, có. Cầm vũ khí lên. Rõ, thưa ngài. Bốn người mà chỉ gọi một bát thôi sao? Keo kiệt. Nào, bắt đầu thôi. CEO, cậu cười gì thế? Mấy cô gái ơi, các cô còn non lắm. Khi tôi còn ở Manhattan, chỉ cần là du học sinh, giới tính là nữ, học các bít tết đều do tôi dạy hết. Vậy cậu thị phạm đi. Đây. Muốn làm tốt một việc, quan trọng nhất chính là phải tập trung tinh thần. Tất cả các cô nhắm mắt lại cho tôi. Tưởng tượng các cô đang ở trong một nhà hàng, đang nghe điệu piano du dương, còn có âm thanh nhẹ nhàng va chạm của chén, nĩa và cốc ly. Các bít tết nhất định không được cắt hết trong một lần. Đó là việc của trẻ con dưới 5 tuổi. Là người lớn, ăn đến đâu, cắt đến đó. Sau khi cắt xong, phải từ từ, thật nhẹ nhàng, đặt vào miệng. Thật từ từ, thật nhẹ nhàng, đặt vào miệng. Không đúng. Thịt bò cắt từ bên trái, rồi từ từ dịch sang phải. Đúng rồi. Có phải như vậy không, CEO?
Nhìn thấy chưa? Chưa. Sao lại chưa hả? Chỗ có hình trứng vịt ở giữa, có màu sắc khác giới xung quanh. Chú ý ảnh phản chiếu của nó, bìa của nó còn có một dần trăng lưỡi liềm hướng xuống. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa đây là rượu nho được sản xuất ở vùng tiêu chuẩn AOC, ít nhất cũng 50 năm đấy. Nhưng đây là rượu tôi mua với giá 15 tệ ở siêu thị tầng dưới. Đừng có nói leo. Tiếp theo sẽ vào giai đoạn thứ hai của tôi, ngửi, cầm ly rượu, lắc nhẹ về phía trong, thưởng thức hương thơm của nó. Trong quá trình ngửi, nhất định phải nhắc nhở bản thân rằng tôi không vội, đúng, tôi không vội, tôi rất có thời gian. Sau đó cuốn nó lại bằng lưỡi, từ từ để sát vào miệng, từ từ nhấp một ngụm. Đợi đã, cậu ấy không thể uống rượu. Tại sao? Cậu ấy bị dị ứng với rượu, hễ uống rượu là sẽ bị phát điên. Thật sao? Sao tớ lại không biết chứ? Văn phòng Si, quanh Si, cơm hộp của mấy người này có ai không? Không có ai thì tôi đi nhé. Có ai không? Tôi đi thật đấy. Có rồi. Cậu là nhân viên Si, quanh Si sao? Đơn vị hợp tác, cầm lấy. Dân, ký tên. Đừng cáo, ở xa như này, ai mà muốn giao cho anh chứ? Bị điên sao? Tôi đã nói cậu ấy không thể uống rượu mà. Mấy người lại không tin. Bật điều hòa. Điều hòa ở đâu? Lâu lắm rồi, tôi không thấy điều hòa. Tôi không cần sưởi, tôi muốn làm mát. Tít tít. Làm mát. Được. Cô ấy như vậy, tối nay phải làm sao? Không sao, cô ấy ngủ một giấc tỉnh dậy là không nhớ gì nữa. Tôi muốn nói tối nay cô ấy gặp mặt người ta thế nào? Uống rượu vang nữa thì sao? Bắt buộc phải uống sao? Người ta kinh doanh rượu vang mà, đương nhiên phải uống rượu vang, vậy mới có tiếng nói chung chứ. Còn cái tên Dương Uy nữa, suốt ngày ăn trực, suốt ngày ăn dụng thịt kho tàu của tôi. Nếu anh ta mà còn ăn dụng thịt kho tàu của tôi sẽ nấu hắn ta thành thịt kho tàu, đem về cho chó ăn. Được, được. Dương Uy, trứng ốp la của tôi. Dương Uy, từ khi ăn trực đến nay, tổng cộng ăn của chúng ta 73 miếng thịt kho tàu, 87 miếng sườn lợn rán, 12,5 miếng trứng ốp la. 13 miếng. Cái đó mấy người cũng tính toán sao? Bạch Phước Mai đang yên đang lành, bị anh làm cho tức điên rồi kìa. Thịt kho tàu của tôi, hết thịt kho tàu rồi. Tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Cậu xem phải làm thế nào. Việc này mà cũng tới tay tôi sao? Được, tôi hàm oan lập công. Tôi lập công chuộc tội. Anh mà cũng đòi lập công sao? Cô đừng xem thường tôi. Biết biệt danh của tôi là gì không? Cá mập trắng biển tình. Đúng. Nhưng tôi vẫn còn có một biệt danh khác, Bạch Hiểu Sinh, giữa thế gian thăng trầm. Mấy người quên rồi sao? Lần trước ai là người nghĩ ra cách chữa tật nói lắp cho CEO chứ? Là anh Bảo Kiều Mộ Ngư đem lò vi sóng tới nướng đầu tôi. Tôi chữa khỏi tật nói lắp cho cậu. Hình như cũng hơi có lý. Vậy anh còn cách gì nữa? Vừa rồi đứng ngoài cửa, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của mấy người. Tối nay mấy người phải đưa Bạch Phước Mai đi kết giao. Xem mắt, xem mắt. Thế nhưng cô ta không uống được rượu. Anh có cách gì không? Có biết biệt danh của tôi là gì không? Bạch Hiểu Sinh giữa thế gian thăng trầm. Đúng, nhưng tôi vẫn còn biệt danh khác, Hảo Hán ngàn chén không sai. Rốt cuộc anh có bao nhiêu biệt danh thế? Tôi đã uống bao nhiêu? Một ngụm lớn. Sai, tôi chưa uống giọt nào. Nhìn đi, đây chính là Quỳ Hoa Bảo Điển, ngàn chén không sai trong truyền thuyết. Dương Uy, sao anh lại ở đây vậy? Tới họp. Họp hả? Sao đầu tôi lại đau thế này? Vừa xảy ra chuyện gì thế? Chuyện khi nãy nói ra thì dài lắm,
Nhưng tin tốt là hai bước khó khăn nhất đã đi qua rồi. Tiếp theo sẽ cực kỳ đơn giản, tôi đã gõ ra hết rồi, cứ đọc theo là được. Văn phòng Si Quan Si chuyên lập chiến lược quảng cáo, quảng bá sự kiện, triển lãm, roadshow, các loại dự án. Thế giới có hạn, nhưng sáng tạo là vô hạn. Điện thoại liên hệ 5234-5678, rất tốt. Sau khi cô nói xong, thì đưa danh thiếp và giới thiệu ngắn của công ty cho người ta. Không được, tôi đi gặp Bạch Mã Hoàng Tử, chứ không phải đi phát tờ rơi quảng cáo. Các người cứ làm loạn như vậy, sẽ làm hỏng việc đấy. Sao vậy? Không có gì. Cầm cái này cẩn thận. Cái này để làm gì? Lát nữa khi cô ngồi bên cạnh Bạch Phước Mai, nhìn thời cơ mà hành sự. Nếu tình hình hai bên không ổn, cô cứ như vậy dãy một lúc, chúng tôi sẽ đi vào đưa danh thiếp. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Xin chào. Xin chào. Hoan nghênh quý khách. Đây không phải nhà hàng đồ Tây sao? Là nhà hàng đồ Thái. Mời hai vị vào trong. Biển bên ngoài của các cô viết là rất nhiều khách hàng hiểu nhầm. Thực ra sông Ba Sa ở Thái là một con sông rất đẹp. Trụ sở của chúng tôi nằm ở bờ tây sông Ba Sa, vậy nên nhà hàng này tên là nhà hàng Tây Ba Sa. Xin hỏi các vị đi mấy người? Ba người. Dạ vâng, xin đợi một lát. Anh đến đây làm gì? Tôi đã trải qua một trận đấu tranh tư tưởng ác liệt. Tôi thấy cứ ngồi ở nhà lo lắng giùm mấy người chi bằng đến đây hỗ trợ kỹ thuật. Anh đến ăn trực thì có, đừng có nói thế. Nghe tôi nói này, mấy người rồi sẽ cần tới tôi. Theo kinh nghiệm của tôi nhìn qua đã thấy rõ ý đồ thực sự của một người đàn ông. Tin không? Tùy anh. Xin chào. Cậu làm gì thế? Hay là mình đưa ví tiền cho phục vụ để họ trả lại? Chúng ta vẫn nên về đi. Tại sao? Bởi vì hôm nay mình vô tình nói ra một câu xui xẻo. Ý cậu là hôm nay sẽ làm hỏng việc sao? Yên tâm đi. Lúc tớ ra khỏi cửa đã tính toán rồi. Tử vi hôm nay của cậu là nói nhiều ắt sẽ thất bại. Tử vi hôm nay của mình là số đào hoa ghé thăm. Số đào hoa của mình đủ để khắc chế giận xui của cậu. Mình thấy cái miệng quạ của mình chả có liên quan gì đến số tử vi của cậu cả. Vậy nên bọn mình nên cùng nhau về đi. Mau lên. Bối Lệ Lệ, làm gì vậy? Ngoan, ngồi xuống. Cà ri gà kiểu Thái, cà ri cua kiểu Thái, cà ri tôm kiểu Thái, cà ri đậu phụ kiểu Thái, cà ri khoai tây kiểu Thái. Sao toàn kiểu Thái thế? Đây là nhà hàng Thái, thể hiện sự dung hòa, văn hóa Đông Tây. Khi tôi còn ở Manhattan, có bò bít tết không? Xin lỗi quý khách, không có bít tết. Quý khách có thể nếm thử món ăn nổi tiếng của chúng tôi, cà ri bò băm kiểu Thái. Phí công luyện tập rồi, chẳng phải vẫn còn rượu vang sao? Đúng đúng. Mai mà chuẩn bị kỹ rồi. Mình nhớ ra rồi, bên ngoài trời đang mưa, quần áo chúng ta vẫn ở bên ngoài. Mình cất rồi, máy sấy tóc của cậu vẫn chưa rút điện, hỏng rồi. Triệu Mộ Ngư đang đợi chúng ta về làm thí nghiệm, không rảnh. Mình về đi mà, được không? Bối Lệ Lệ, buồn nôn chết đi được. Sao còn chưa đến vậy? Chẳng có tí khái niệm nào về thời gian cả. Nói gì đến thực lực? Khi tôi còn ở Manhattan, có lần cả thành phố cúp điện, giao thông đình trệ. Nhưng hôm đó, tôi có một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng, nhất định phải xuyên qua cả New York. Khi đó tôi quyết định cho dù thế nào, cũng phải đúng cái hẹn. Hôm đó, lúc đó thật sự tối, không thấy tay dơ trước mặt. Lại mất điện sao? Chính là cảm giác này, cô xem đi. Giơ tay, không nhìn rõ năm ngón. Nhưng lại có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ. Đây chắc chắn là một sự trùng hợp. Đây không phải trùng hợp. Mình không tin. Hôm nay mình phải ở đây. Mình phải ăn xong bữa ăn này. Cậu nói xem sẽ thế nào. Mình cũng không biết sẽ thế nào. Nhưng dù có thế nào, thì đây chắc chắn là thứ gì đó rất nghiêm trọng.
có thể là rất mất mặt, nói lỡ lời, chưa biết chừng còn ăn no đòn nữa. Trước đây mình từng nói bừa một câu, giờ lại nói thêm ba câu. Mình thật sự có dự cảm không lành. Mau về đi, mau lên. Người ta sắp tới rồi, chúng ta còn chưa chào hỏi gì, bất lịch sự quá. Không được, chào hỏi để sau nói cũng được mà. Sao vậy hai cô gái? Hai cô đang muốn về sao? Không có. Ăn cũng ngon lắm, mỗi tội hơi dính răng. Rụng tóc sao? Chiều cao bất phàm, tướng mạo xuất chúng, mọc râu thì có gì ghê gớm chứ. Dịch ơi là dịch, mày nói tao nghe, ai mới là người đàn ông thích hợp lên bìa tạp chí Business Week nhất thế giới chứ? Cậu có nghĩ tới cảm nhận của con dịch không? Không ngon lắm. Đây là bạn thân của tôi, Bối Lệ Lệ. Hello, vừa nãy cô ấy đột nhiên muốn đi WC, nhưng một mình cô ấy đi có hơi sợ, cho nên mới bảo tôi đi cùng. Thì ra tình cảm của hai người rất tốt. Vậy bây giờ có muốn đi hay không? Nhịn tiếp vậy. Thưa quý khách, hôm nay các vị muốn gọi món gì? Mời xem qua. Bò bít tết. Xin lỗi, nhà hàng Thái không có bò bít tết. Cho tôi một ly rượu nho thanh đạm. Dạ dân, thì ra cô Bạch thích uống rượu vang. Đúng thế. Cậu coi biết cậu đã gọi món gì không? Khi chúng tôi còn ở Manhattan, thực ra vậy cậu có thể thị phạm chút được không? Ăn như thế nào? Cái này sao? Bố ơi, cái này nghịch vui thật đấy. Cực đơn giản. Truyền thống ẩm thực Thái Lan, trước tiên phải dùng tay. Tôi cho rằng bản giao hưởng mùa xuân của chai Koskai đã phản ảnh sâu sắc cảnh vui xuân thờ cúng tổ tiên của người dân. Thực ra nó thống nhất với tinh thần nhớ về cội nguồn của Dostoevsky. Nghe nói chi tiết tìm về cội nguồn cũng từng xuất hiện trong tiểu thuyết của Starskoskai. Starskoskai là đạo diễn phim. Đúng. Nhiều Sky quá, đọc nhầm rồi. Cô ấy đang kể chuyện cười. Vậy sao? Đúng vậy. Đây là chuyện bi hài. Đa đa, các con làm gì vậy? Ăn uống cũng không được bình yên hả? Cũng được. Bảo anh ăn trực mà. Chia tay. Bảo anh ăn trực mà. Chia tay. Xui xẻo rồi. Cậu lại làm sao thế? Xấu hổ, mất mặt đã thành hiện thực. Tiếp theo sẽ là nói lỡ lời. Quá vô nhân tính. Tôi mặc có bộ đồ tây mà, ăn trực mà còn nói tới tình người sao? Vừa rồi đúng là quá mất mặt. Không biết bọn họ nói chuyện thế nào rồi. Hình như là tiến triển khá tốt.
dáng vẻ thưởng thức rượu của cô Bạch là tao nhã nhất mà tôi từng thấy. Cô không uống sao? Có, tôi đợi một lát rồi mới uống. Mới lại lệ phát tín hiệu rồi. Nhanh vậy mà hỏng việc rồi sao? Cô ấy có ý gì? Tình hình thế nào rồi? Sao lại đưa nó cho Bạch Phước Mai? Tín hiệu này có nghĩa là gì chứ? Cô Bạch, khăn tay của cô. Sao đột nhiên trong tay tôi lại có một chiếc khăn tay? Mối lệ lệ của cậu này. Cô Bạch, hiếm khi gặp được một người thông minh xinh đẹp lại hiểu biết như cô đây. Cô giống như hồng nhan tri kỷ của cuộc đời tôi. Nào, tôi mời cô một ly. Cậu không uống được rượu. Rốt cuộc cô ấy có đang phát tín hiệu không đây? Tôi nói anh nghe, đây là bạn cực tốt của tôi. Cô ấy tên Bối Lệ Lệ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học cùng một trường, làm cùng một nơi, giờ còn sống cùng nhà nữa. Anh đừng thấy cô ấy, hậu đậu như vậy thôi. Con người cô ấy cực kỳ tốt. Tôi nói cho anh biết một bí mật, anh không được nói cho người khác biết nhé. Cô bạn này của tôi rất hay nói mấy lời nhảm nhí với tôi. Anh biết không, vừa rồi cô ấy nói với tôi, tôi có khả năng sẽ nói lỡ lời. Sao mà lỡ lời được, đúng không? Tôi là người mở miệng kín kẽ. Tôi không thể nào nói lỡ lời được. Tuyệt đối không thể. Chúng ta uống thêm chút nữa. Hợp nhau như vậy, phải uống. Anh phải uống. Nào, cạn ly. Rốt cuộc họ đang nói cái gì? Rốt cuộc có ổn hay không ổn đây? Nếu như nghe thấy bọn họ nói gì, vậy thì tốt. Nhìn tôi làm gì? Anh xuống đó nghe ngóng. Tôi xuống sau. Không có lý do chính đáng. Tôi xuống. Chị à, tôi không phải người như vậy. Chị à, anh không nhận ra mình rất giống nhân viên phục vụ sao? Cô ấy sai rồi. Mình chưa sai. Mình đang rất tỉnh táo. Nếu tôi mà lấy anh, tôi sẽ trở thành phu nhân chủ tịch tập đoàn rượu vang Bordeaux, khu vực Trung Quốc. Đợi đến khi đó, tôi có thể quẹt thẻ của anh, mua một đống điện thoại xịn. Một cái để gọi, một cái để nghe, một cái đăng WeChat, một cái gửi tin nhắn. Còn bao nhiêu mình cho cậu hết. Người chứng kiến cũng có phần cho cậu hết. Cậu lỡ lời rồi. Cô Bạch nói chuyện đúng là hài hước. Hôm nay mình nhất định phải lấy được Bạch Mã, cưỡi lên hoàng tử của mình. Có ý gì vậy? Không có ý gì cả. Thực ra cô ấy không có ý gì với anh cả. Mất mặt, nói lỡ lời. Tiếp theo sẽ là ăn đòn. Ăn đòn. Cô ấy sai rồi. Tôi đưa cô ấy về trước nhé. Thật ngại quá, mình chưa uống xong. Xin chào. Xin chào. Lão đại sai tôi tới hỏi hai cô tình hình thế nào rồi. Mời đi bên này. Đợi đã, đợi đã. Để tôi tiễn hai người. Được.
Chưa thanh toán đúng không? Thanh toán. Hết bao nhiêu? Anh thấy sao đưa vậy? Thấy sao? 500 tệ đủ không? Đủ, đủ, đủ. Đủ, đủ. 500 tệ. Xin chào. Đợi đã. Cuối cùng cũng bắt được anh rồi. Giả danh nhân viên phục vụ, đạo chức giả mạo, thu ngân lừa tiền trong nhà hàng. Không phải. Qua đây nào. Anh hiểu lầm rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Hình như cãi nhau rồi. Dương Uy, giúp ích chưa thấy, mà ăn hại có thừa. Tôi không phải tên trộm thật đấy. Tôi là bạn của cô ấy. Tôi tới giúp đỡ mà. Nói gì đây chứ. Thực ra anh ấy là... Tôi là Bạch Phu Nhân. Tôi không quen biết tên nghèo khổ đó. Người ta đâu có quen anh đâu. Anh còn dám chối cãi. Không không, không phải tôi chối cãi. Anh buông ra đi được không? Đừng giằng tay tôi được không? Hôm nay tôi không cho anh rời khỏi đây đâu. Rời không rời cái gì? Tôi nói sao qua đi khắp. Nói mấy lần rồi. Mau tới giúp đi. Đùa cái gì? Phim võ thuật. Đánh nhau rồi. Phim võ thuật. Đùa kiểu gì vậy? Đánh nhau rồi. Đánh bao cát của tôi. Được, tôi đồng ý chưa mà dám chứ. Không phải. Cô phải làm rõ. Rồi hẳn nói. Nào, phục vụ. Khóa tay múi chân kìa. Sao lại xui xẻo thế chứ? Mình lúc mình ra khỏi nhà đã tính toán rồi mà. Hôm nay mình được dẫn Đào Hoa ghé thăm. Hôm nay mình được Nguyệt Lão phụ hộ. Sao mình vẫn thất bại chứ? Sao lại như vậy? Cậu uống chút nước đi. Mình hiểu ra rồi. Một năm 365 ngày, ngày nào mình cũng đi xem mắt, lần nào mình cũng thất bại. Chính là gì? Lần nào cũng có cậu. Mình xem cậu là bạn thân nhất, nhưng lần nào cậu cũng làm hỏng việc của mình. Trước nay mình chưa từng làm hỏng việc của cậu. Hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cậu đừng có qua đây. Cậu tránh xa mình ra. Đều tại mình. Tại sao mình không giữ tốt cái miệng chứ? Tại sao suốt ngày cứ nói linh tinh chứ? Lần này coi như xong rồi. Bạch Phước Mai chắc chắn sẽ không để ý tới mình nữa. Nét mặt cậu ấy khi nãy nhìn mình cứ như nhìn kẻ thù vậy. Tại sao mình cứ làm mọi người xung quanh gặp xui xẻo chứ? Kiều Dật Tiều gặp xui xẻo thì cũng thôi đi. Giờ đến người bạn thân nhất bên cạnh mình cũng gặp xui xẻo. Tại sao người xui xẻo không phải mình chứ? Đúng rồi. Các vị thần tiên trên trời, con bối lệ lệ trước nay chưa từng làm hại ai. 3 2 1. Từ giờ trở đi, chỉ mình con xui xẻo. Không cho Bạch Phước Mai xui xẻo. Kế hoạch tác chiến Bordeaux thất bại hoàn toàn. Nếu không phải vì kế hoạch tác chiến Bordeaux của cô, chưa biết chừng người ta cũng ổn rồi. Cậu nói đúng, kế hoạch tác chiến của tôi không đặt hạnh phúc của Bạch Phước Mai lên hàng đầu, càng không nên đem bạn bè ra để đánh cược vào làm ăn. Vậy nên tôi nhất định phải đền bù sai lầm ngày hôm qua. Còn có lần 2 sau, tổng chỉ huy kế hoạch Bordeaux 2 là Bạch Phước Mai. Lần này cô ấy muốn thế nào thì thế. Bối Lệ Lệ, Bạch Phước Mai đâu? Cô ấy có đau lòng không? Bối Lệ Lệ, sao mắt cô lại sưng thế? Làm trò gì đấy? Cô trả thù tôi đúng không? Tôi... Hôm nay cô ấy không bình thường. Ha ha ha!
ăn một cái đi. Sao chưa ăn sáng mà đã đi làm rồi? Đây. Hôm qua đều là lỗi của mình. Đừng nhắc lại nữa. Mình cũng quên gần hết rồi. Hay để mình đi gặp anh David, rồi giải thích với anh ấy. Nói là bởi vì mình đố kỵ với cậu nên mới cố tình phá hỏng buổi hẹn của hai người. Không cần. Thực ra một bữa ăn căn bản không nói lên được cái gì. Hơn nữa sự việc thành thế này cũng phải xem duyên phận nữa. Nếu duyên tới, anh ấy tự khắc sẽ gọi cho mình. Nếu duyên chưa tới, mình đành đổi người khác. Vậy là cậu tha thứ cho mình rồi sao? Cậu có lỗi gì chứ? Cái miệng quạ của mình, chị tôi ơi, đó là điều không thể, được chưa? Cho dù là thật đi nữa. Đã nghe tới đe dọa hạt nhân chưa? Bom nguyên tử đặt ở đâu? Nó nổ trúng cậu, không phải giận kính ngại cậu. Nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ lấy bom nguyên tử nổ chết bạn. Kiều giật tiều, có tăng lương cho tôi không? Nếu không tăng, tôi sẽ nói cho anh xui xẻo. Hề xoáy, có cho tôi nghỉ phép không? Không cho, tôi sẽ nói cho cô xui xẻo. Kiều Mộ Ngư, không cần hỏi nữa, cứ nói cho xui luôn. Ngay cả cậu cũng suýt nữa không để ý tới mình. Cậu còn muốn mọi người trốn mình như trốn ôn dịch sao? Lẽ nào không phải mình miệng quạ thật mà là quá xui xẻo? Mình cũng nghĩ thế. Làm sao đây? Trước hết phải làm rõ miệng quạ là do đâu mà ra. Không phải nó. Chính là nó. Nó là bạn mình. Mình mới là bạn của cậu. Khi cậu cô đơn, cảm giác như nó ở bên cạnh. Khi cậu có tâm sự, cũng nói với nó. Sao cậu lại biết? Phim ma đều như vậy mà. Mau, tìm túi đựng rác. Không được, mình vừa tắm cho nó xong. Cậu còn tắm cho nó nữa hả? Không đặt tên cho nó đấy chứ. Nghĩ rồi nhưng chưa nghĩ ra. Vậy vẫn còn kịp. Mau, cậu trả con quạ lại cho mình đi. Mau lên, mau. Biến đi. Mất rồi. Mất rồi. Chắc chắn là bay về hành tinh quạ rồi. Hello everybody. Ra ngoài, ra ngoài. Đừng thế mà. Anh lại tới ăn trực sau. Ăn nói cho cẩn thận. Lại ăn trực sau. Được rồi, ai bảo tôi là Bạch Hiểu Sinh chứ. Tôi dùng tâm đáp lại. Anh thì có cái tình báo rách gì? Lại còn tình báo rách gì? Tôi nói cho mấy người biết, đừng nói tình báo của tôi không quan trọng. Nói ra có mà dọa chết mấy người. Bạch Mã Hoàng Tử lên báo rồi. Nhìn đi, nhìn đi. Tôi nói thế nào hả? Cậu nhìn trang này đi. Nhìn đi, trang này đẹp trai hơn. Cô bị qua mắt sao? Xem nội dung đi. Nội dung, đọc to lên. Tài xế xe sang, mạo danh đại gia, nhiều lần lừa gạt các cô gái trẻ ngốc nghếch. Người đàn ông trung niên tên Lý Mổ lợi dụng việc làm tài xế cho người khác, giả danh đại gia, nhiều lần lừa gạt các cô gái trẻ ngốc nghếch, đã bị cảnh sát bắt giữ. David Lê là tài xế sao? Tài xế David Lê.